3, 2, 1. New. New. Let's go. Yeah. Ba không biết, con dịch đi. Con dịch cho mẹ đi, con explain cho mẹ theo cái cách mà con hiểu cũng được, không con cần. Con giải thích được là được rồi. Có nghĩa là gì con? Một ngày nắng đẹp đi camping. Ở một vùng biển mới. Đi camping next to Myrtle Beach. Ờ, next to Myrtle Beach, nhưng mà chỗ này vùng biển mới đẹp hơn, chắc chắn hơn, có rất là yeah, I know what it looks like. I know. Có nhất là có rất là nhiều vỏ sò cho con lượm. Nhiều vỏ sò hơn Myrtle Beach luôn. Chị Hai nói tiếng Việt đi chị Hai. Ở nhà nói tiếng Việt đi con. Nói tiếng Anh nữa. Yeah. Thôi con quên tiếng Việt là chốt. Một tuần làm việc cày, chạy đo đát ra đồ ăn kiếm tiền. Thì bây giờ dùng tiền đó để đi cắm trại. Việc Lê có làm một cái clip nói về cuộc sống Mỹ ở trên một clip ngắn thôi, có khoảng 45 giây thôi. Việc Lê đăng trên Facebook của Việc Lê lúc mới qua Mỹ. Việc Lê nói là qua Mỹ này chỉ có 3 dạng người giàu ở Mỹ thôi. Còn Việc Lê là dạng đi định cư lao động thì nghèo lắm. Ai cũng vô nói nghèo đi làm gì, cuộc sống nhưng mà khổ cực, cày cực khổ quá vậy. Cày hai job này nọ kia. Việc Lê cười, Việc Lê dạ, Việc Lê chỉ biết dạ thôi. Người ta không biết được rằng là Việt Lê làm 10 đồng thì Việt Lê chơi hết 7 đồng rồi. Không theo dõi YouTube của Việt Lê thì không biết được đâu. Việt Lê làm ra cày 2-3 job thì thực tế Việt Lê cày lại, Việt Lê lấy tiền để Việt Lê đi trải nghiệm cuộc sống ở nhà. Việt Lê đi du lịch. Như bây giờ cả nhà thấy Việt Lê đăng clip là đi camping, đi chỗ này chỗ kia, đi chơi suốt cuối tuần đó. Thì cuối tuần này là gia đình Việt Lê đi một cái biển camping, một vùng biển khác, một hướng đi khác luôn, cũng bang South Carolina nhưng mà nó giáp ranh với Florida luôn. Đi khoảng 4 tiếng đồng hồ lận á. Thì vùng biển này cái hệ thực vật nó cũng khác luôn. Rất là đẹp luôn nha. Và sau 4 tiếng lái xe thì gia đình Việt Lê đã đến được một vùng biển rất là đẹp luôn, đẹp lắm luôn. Và đây là nơi hạ trại, mình thuê chỗ này để cắm trại ở đây. Ngay biển. Một khu này là khu công viên của tiểu bang. Họ lấy hết một bờ biển và một cánh rừng bên cạnh luôn cả nhà. Rất là đẹp đây. Và cây cối ở đây cũng rất, thảm thực vật ở đây cũng rất khác biệt so với những lần trước việc đi camping ở vùng biển Myrtle Beach. Thì chỗ này nó là giáp biên giới với Florida. Đẹp lắm cả nhà. Cát trắng, biển xanh. Và họ làm cái chỗ camping nó rất là sạch sẽ, quy hoạch đâu ra đó. Đẹp lắm cả nhà. Việc lê bay lê cam cho cả nhà coi nè. Sau đó Việt Lê sẽ quay mặt đất cho cả nhà xem ha. Biển thì ở đây nó lạ kỳ lắm. Cát nó rất là cứng, có thể chạy xe đạp được. Tí nữa Việt Lê quay cái cảnh chạy xe đạp trên cát. Và quay một cái cảnh rất là huyền diệu, có nghĩa là mây trên cát. Hay lắm, tí nữa Việt Lê quay cho cả nhà xem nha. Nhớ coi tiếp nha. Yeah, đây là chỗ hạ trại đêm nay. Đây, lều mình đã dựng xong rồi. Cái khu này khác khu hồi trước, mấy bữa Việt Lê Edry hay đi ha. Đây là khu này cũng khá là dễ thương và đẹp. Mà một cái lót cắm trại như là 60 đô một đêm. Hai đêm là 120 đô ha. Và cũng có đầy đủ điện, nước và toilet. Có phòng giặt giũ riêng. Đó. Cũng sạch sẽ mọi thứ. Và cái khu này gần biển hơn chút, đẹp. Chỗ này là chỗ cho mình đốt lửa, họ làm sẵn cho mình đốt lửa nó không cháy lan đó. Dưới những tán cọ, cây này biết cây cọ cái gì á, nó cao chót ngót rồi. Đây, lều mình đó, xe đậu đây, xe đạp đây, thả xuống. Chỗ này người ta đang, đó là những nhà giàu người ta đi bằng xe, mình nhà nghèo, mình cắm trại bằng lều. Mẹ tôi trang điểm xong, bây giờ mình sẽ đi ăn sinh nhật mẹ tôi buổi trưa. Tại một cái quán đẹp quá, quán Tây, cạnh một cái, để quay ra ngoài quay cho nó rõ. Xuống rồi ơi. Đây, bên kia là cỏ, cái đầm lầy nhưng mà cỏ nó mọc hết, đẹp lắm. Nước biển dâng ở đây nè, là giống đây nè. Cái quán rất là dễ thương, xinh lắm luôn.
đây nè. Quán đẹp. Biển ở ngoài đó đó, biển ở ngoài đó đó. Chỗ này là nước biển nó vô á, thì thay vì cái gì họ để trống vậy nè, cỏ mọc, cỏ lâu xài mọc dài vậy đó. Tình ha. Ok. Vô order đồ ăn. Ủa, chưa xuống nữa hai mẹ con. Chưa xuống nữa hả? Ba mời Dory của ba xuống. Ba xin mời công chúa Dory xuống. Chìa khóa xe lấy mà. Cái áo này cho nó xinh. Cha ơi. Công chúa Violet. Xuống. Xuống. Đây là đội cho xinh. Đội nó cho nó xinh. Xinh với chị, đội nó xinh hơn. À đội nó xinh hơn. Để coi có xinh không? Xinh xinh xinh, xinh lắm. Ba đang quay phim rồi. Nhưng mà xinh thiệt. Ba khẳng định là xinh thật. Siêu xinh. Không xin không ăn tiền. Ờ đi vô, đi đi con. Ba đi phía sau ba quay. Đi theo mẹ kìa. Đi theo mẹ kìa. Hai ba con ba ảnh quay cho mẹ. Hai ba con quay cho mẹ. Vô, đi vô, hai mẹ con đi vô thôi, ba mới quay đi. Đó, đi vô cái đường giữa nè. Cái đặc sản dùng này, cái cây này nè. Không hiểu cây này là cây gì, không biết cây là cây gì á. Cái cây cọ ha. Mà không phải cái cỏ. Nhớ quá. All position luôn kìa. Ở đây thiếu. Thiếu người làm quá. Đang tuyển kìa. Ăn quán Tây ở đây không có quán Việt rồi. Em bữa đi biển khác có Việt. Biển này là Tây 100% rồi. Quán này. Trời, phải trang trí bằng tiền đô la nè. Rồi. Vé đồ ăn ra rồi, mới nhờ chị phục vụ chị chụp giùm cho. Đây, món ăn trưa nay. Cá này là cá tươi nha. Cá tươi họ đánh bắt ở vùng này. Ở mấy cái đầm lầy này nè, họ đi bắt ở vùng này. Cá họ tên là bi náp gì đó. Và đây cũng là cá tươi nhưng mà có thêm là tôm với lại cò sò điệp. Cò sò điệp và cá họ chiên lăn măng bột. Ăn với sốt đây. Nhìn hấp dẫn quá, ở nhà ngon quá. Gọi cho bà xã một Singapore Sling cocktail. Vì Việt Lê thì chạy xe không được uống rồi. Dore uống Sprite. Yeah, rồi nhìn xung quanh quán toàn tay không. Mình là gia đình châu Á duy nhất ở đây. Kể chỗ nào đẹp mình lũi vô thôi. Cheer. One, two, two, cheer. Happy birthday, mommy. Yeah. Tôm chiếc lăng bột. Này có cồi sò điệp to ghê. Và cái này là hàu. Hàu lăn bột ngon lắm nha. Rồi tôm lăn bột, bà đút đi. Ngại ha, rồi con tự cầm đây. Tôm á, shrimp. Cái mì cái này là cá. Bi náp gì đây, họ nướng, họ chiên giòn á. Ăn với bánh hamburger nè, ăn thử không? Quên mong, quên quên quầy. Dạ, thank you. Đây. Cái phần này là đi chung với phần này. Cũng là cá này luôn mà họ lăn lại bột chiên. Nó giống như fish and chip của Úc vậy đó. Cái món fish and chip Úc đó. Mình cũng tranh lên. Ba quên xin dễ con rồi. Em hỏi, ba bỏ cái miếng này qua đây đi. Xong ba dễ cái này bỏ vô đây cho nó. Ok, ngon lắm. Cái này nè, gia vị ngon lắm con ơi. Cá tươi luôn á con. Bà nghe. Đi học tiếng Anh nếu mẹ không understand thì kiểu của mẹ. I don't know. Hả? You don't know. You are 100. You have 0 IQ. Because you learn me as talk. I don't understand. You learn me as talk là sao?
Hàng chi đâu đây không hiểu rồi đúng rồi. Đi ăn kem. Trời thơm quá. Kem mà làm tại chỗ thơm dữ. À, cái hộp này nữa, hộp sô cô la chút xíu với hai cây kem đó là 28 đồng, 27 đồng năm mấy rồi, 28 đồng, 600 ngàn. 28 đồng thì bằng ba chạy khoảng 2 đến 3 cuốc giao đồ ăn là có rồi. Rồi làm bao nhiêu chơi bấy nhiêu. Chỗ này bến tàu đẹp quá, chỗ ra bến tàu đẹp quá. Chừng nào ăn không nổi nó ban giùm cho. Thôi chừng nào ăn không nổi nó ban giùm cho. Biết thế nào con không công ăn hết cái cây này đâu. Bị cho bá luôn mà. Cái bến tàu. Nó nhẹ nhàng thanh bình quá. Đang ngồi xích đu kìa mọi người, đang ngồi xích đu sưởi ấm kìa con. Sưởi nắng kìa. Đang ngồi xích đu với mẹ kìa. Mẹ có cái xích đu kìa. Xích đu sợi nắng. Yeah, bự ghê. Đẹp quá ha. Ai ngồi đây sợi nắng hết. Yeah, đây là cái view mình ngồi trên xích đu. Để ngắm ra bến tàu. Mọi thứ nó trôi đi thật là chậm chậm chậm. Tận hưởng vậy thôi, cuộc sống vậy thôi. Làm thì vất vả nhưng mà có những phút giây thì nó cũng đỡ. Nó đáng. Nhiều người nói cuộc sống Mỹ không có sướng như vậy đâu. Thấy ông Việt Lê này có vẻ là ổng là thạc sĩ, ổng vẽ ra một cái bánh màu hồng, một cuộc sống màu hồng ở bên nước Mỹ này cho mọi người thấy. Những người qua sau cảm thấy không được như vậy là sẽ cảm thấy hụt hẫng. Khuyên ông đừng có làm như vậy. Việt Lê cười, Việt Lê cũng cảm ơn là cái sự góp ý của nhiều cô chú anh chị, bởi vì Việt Lê cũng trân trọng những cái ý kiến đóng góp đó, bởi vì dù sao nó cũng là những ý kiến cá nhân của mọi người mà. Nhưng mà Việt Lê chia sẻ là đây là cuộc sống của Việt Lê, cuộc sống thật của gia đình Việt Lê, và đây là kênh YouTube cá nhân của mình, mình chia sẻ những quan điểm cá nhân của mình. Không thể để cho một bất kỳ ai mà có thể xen vào để mà bắt mình phải làm thế này, phải làm thế kia. Mình đang chia sẻ những cái sự thật. Ở nhà theo dõi kênh YouTube Việt Lê từ đầu, ở nhà sẽ thấy những bữa ăn hay những cuộc đi chơi và những ánh mắt của vợ chồng Việt Lê và bé Rory, nó là thật. Nhưng những niềm vui, những niềm hân hoan, những lúc phút giải trí, nó thật từ trong ánh mắt thật ra, từ những khuôn mặt. Gia đình Việt Lê đâu phải là gia đình diễn viên nổi tiếng hay là chuyên nghiệp gì đâu mà để có thể diễn được những cái điều như thế. Đó là cuộc sống thật của mình. Việt Lê nói rồi, Việt Lê làm 10 đồng, Việt Lê chơi hết 7 đồng rồi. Việt Lê là một người rất mê chơi, không nghĩ tới chuyện tương lai phải tích cóp gì đâu. Đặc biệt qua bên xứ Mỹ này nữa, bé Dorin không sẽ học được cái văn hóa. Là mai mốt tới 18 tuổi nó phải tự lập rồi. Việt Lê không lo gì cho nó cả. Nó phải tự lập, tự kiếm tiền thôi. Em Việt Lê, cái vốn quý nhất của Việt Lê, cái sự giàu có Việt Lê đó chính là sự trải nghiệm đi chơi đó cả nhà. Việt Lê thấy Việt Lê hòa nhập cuộc sống này khá là dễ dàng và khá là nhanh. Việt Lê cũng có lẽ là cảm giác được rằng có lẽ kiếp trước mình đã từng sống ở đây rồi. Việt Lê cảm giác như vậy đó. Nên Việt Lê qua đây, Việt Lê thấy hòa nhập cuộc sống nó nhanh lắm. Mình cảm giác như là đây cũng có thể là quê hương của mình từ kiếp trước chăng. Mình cảm giác như vậy. Là Việt Lê có đi đến những nơi mà chỉ toàn là người Mỹ thôi. Xung quanh tất cả những địa điểm ăn uống hay là những cái địa điểm vui chơi chỉ toàn là người Mỹ trắng thôi. Mình lọt thỏm vào đó, một gia đình châu Á như mình. Mình thấy mình hòa nhập nó rất là tốt, và mình cảm thấy là mình thuộc về nơi này. Ai đi tìm hai mẹ con, trời ơi, cái bãi cát ủ biển nó rộng như cái sân bay á. Chạy đạp sẽ đạp chỗ này được luôn. Cát cứng lắm, đạp sướng lắm. Hai mẹ con thích quá, đạp đi xa lắc xa lơ tìm. Nãy giờ đạp 5 phút rồi mới tới được đây á. Mê quá mà đạp dập dữ vậy không biết nữa. Trời ơi, đạp gì mà xa lắc vậy. Hai mẹ con nè.
Trời ơi, bãi cát nó mênh mông luôn á. Để bay lại cam cho cả nhà coi nè. Đạp đi đâu mà sai vậy? Hả? Đạp đi đâu mà sai vậy? Ba bay lại cam, bay hoài, ba hết pin luôn. Con hả? Ba chưa chịu về nữa. Ôi ơi, mặt đã ghê cái bãi cát nè, nó mênh mông bát ngát luôn á. Gia đình mình chứng kiến được một cái hiện tượng khá là thú vị. Đó, việc Lê đặt tên cho nó là mây trên cát. Đây là một cái bãi cát cứng giáp biển, và gió thổi mạnh thì thổi những cái cát ở trong đất liền bay ra đây, tạo thành một giống như một lớp sương, một lớp mây ở trên bờ cát ra biển vậy đó. Đẹp quá. Happy birthday JC à. Ok, đợi đi. Từ từ để ba quay chút nữa. Ba có quay không? Quay cái bánh hả? Cái bánh đẹp nè. Bánh sinh nhật của mẹ Tú. Rồi, tôi đi quay đi. Đi tặng mẹ Tú đốt lửa trại. Rồi, hai ba đôi đi hát lại nè. Ba coi nè. Hai ba. Happy birthday JC. Happy birthday JC. Happy birthday. Rồi, để mẹ ướt nha. Thôi. Yeah. Cảm ơn Dori, bánh của Dori lựa cho mẹ đúng không? Wow, dễ thương quá. Con muốn ăn cái này. Ủa vậy hả? Bánh tặng mẹ là con ăn luôn hả? Hồi nến xong là con ăn hả? Ok. Mẹ ăn đi. Con cho mẹ ăn cái này. Yeah, thôi được rồi, con ăn đi, con ăn đi. Mẹ thích cái hoa, mẹ ăn cái hoa. Cái này cũng hoa nè. Rose nè. Rồi con ăn rose đi. Và đây là công viên tiểu bang. Công viên này, cái chỗ cắm trại này là cái chỗ mà to nhất mà Việt Lê từng đi. Việt Lê chưa đi công viên quốc gia, ở đây chỉ là công viên tiểu bang thôi, mà họ có một cái cánh rừng nguyên sinh rất là đẹp. Hệ thực vật ở đây rất là lạ, và họ làm một con đường đi xuyên qua rừng, lòng vòng trong rừng á, rất là hay. Mà tốc độ trong này họ chỉ cho phép ô tô chạy chậm một làn đường, đường này đường một chiều nhé. Sẽ có hai đường một chiều và đường hai chiều trong này á. Đường là đường một chiều chỉ cho chạy 15 mai trên giờ thôi, thì mình đem xe đạp cho đây mình chạy. Nó nối liền với cái chỗ mà Việt Lê cắm trại luôn, kế bên. Thì họ lái nguyên một cái bờ biển và một cái cánh rừng này sát biển luôn. Mình chạy xe trong này, mình hít thở không khí trong lành, chim hót và nhiều loại chim rất là lạ trong này. Có sóc và con raccoon nữa, rất là dễ thương, nó leo trên cây á, rất là đẹp. Và mình đi trong này, mình bay lai cam cho cả nhà xem, đạp giống như mình đang ở trong rừng rậm Amazon ở bên Nam Mỹ vậy đó. Rất là đẹp luôn, ở nhà thấy không? Nó rất là yên bình, rất là thư giãn, tập thể dục tốt nữa. Trong này buổi sáng mình hay thấy, rồi xa ra đây mình thấy nhiều cặp vợ chồng già đó, họ vô đây họ gửi xe xong họ đi tập thể dục, họ đi bộ trong này. Cũng rộng lắm nha, đi hết một vòng như vậy chắc cũng phải 7-8 mai đó, là cũng mười mấy cây số á. Rất là thích nha. Ngoài phục vụ cho camper, những người đi cắm trại như Việt Lê, thì họ cũng bán vé lẻ trong ngày cho du khách ở ngoài. Họ muốn vô đây họ ăn uống, họ picnic trong ngày. Cũng có những cái hồ giáp với biển này để câu cá, đi về trong ngày cũng rất là thú vị. Thú vị lắm cả nhà, nhìn bên trái nè. Có một cái hồ, một gia đình họ vô đây họ chỉ đi cắm trại trong ngày, họ đốt lửa, họ nướng đồ ăn, họ câu cá, chơi với con xong họ về. Cảm thấy cuộc sống nó nhẹ nhàng ha. Lai cam mới vừa rớt trong đó. Dori khóc mắt đỏ hoe luôn. Dori, tội lai cam hả? Tội về lai cam. Tội nghiệp nó quá hả? Đang bay, nó bay theo mình á. Cái nó vứa cày rất là bịch. Nó kêu để nó chạy vô nó lấy cho nữa chứ. Để chạy vô lấy cho. Không sao được con. Tội nghiệp lai cam quá hả? Có cánh nó bị chưa? Có sao đâu, nó đâu sao đâu. Trời ơi. Khóc đỏ hoe mắt này. Nghĩ sao mà cái bụi cây đó mà nó đòi chạy vô nó lấy. Bụi cây đó mà đòi chạy vô lấy nè. Cũng thương nhưng mà không bị gì nghiêm trọng hết đâu. Không sao hết. Nó rớt cũng thấp mà. Khóc luôn. Tội nghiệp vậy.
Bây giờ sáng nay đi về, hôm qua ăn món Tây rồi bữa nay ghé ăn nhà hàng món châu Á. Đây là cơm thịt vịt, thịt vịt ăn với mắm gừng đập chiêu không. Đây là dạng như bạch thái vậy đó, nhưng mà họ xào với măng. Cái món này của lai Thái của Trung Quốc. Đây một cái quán ở một thị trấn nhỏ trên đường mình đi về, thì khá là đẹp. Thì sẽ có món châu Á, món Thái, món Nhật, món có phở luôn. Có phở luôn hả? Thì mình ngoài cái chuyện mà sợ đi du lịch Mỹ đi vòng vòng mà chỉ ăn hamburger nó ngán, thì mình có search mấy cái nhà hàng, search trên Google Asian restaurant đó là nó cũng ra một đống mà. Tới mình ăn cũng ngon, cũng ngon. Cô đi ngon luôn đi. Ngon không? Không. Không hả? Ngon hả? Không. Ủa tóm lại lắc đầu hay là gật đầu? Con không, con ngon ngon. Hả? Không ngon. Không ngon hả? Bà thấy ngon. Như thế nào là ngon? Giống như là hồ muối sao? Ông già giống như pancake sao? Ông già giống như fried rice sao? Cái nào? Rồi xong. Mấy thứ món con nói là toàn món Tây không à con ơi. Cái mình ăn món châu Á mà con thấy không ngon đúng rồi. Rồi đây là theo trường phái món Tây. Đi ra một bên, ba với mẹ là vẫn là trường phái món Việt Nam nha, món Á nha. Ba mình thích là món Á nha. Hey, I want to say mom. I want to say mom.